chưa, lỡ chưa. Xin chào cả nhà nghe. Hôm nay mình đến quán nhà hải sản về đêm ở Vũng Tàu nghe cả nhà. Đây đang lựa hải sản. Nhưng mà mình phải tìm kiếm quán ngon và rẻ nữa nha cả nhà. Đây đi lựa, nãy giờ mình thấy quán nào vừa ý mình vô mình ăn nha. Vừa túi tiền mà lại rẻ nữa. Mình đang lựa món. Quán rất là đông luôn, về đêm nha cả nhà. Mời cả nhà theo mình và ủng hộ nha. Rộng lắm á. Chạy vô đầu đầu trước nữa tiện. Ờ đâu là chắc anh lùi lại giùm em đi hả? Đâu. Nào qua kia là quán đâu, khác à. Quán khác. Hải sản này, quán này cô đi. Thi 2. Cho tiện. Quán này đi. Vô trong luôn hả? Vô xe vô trong luôn hả? Đậu ngoài được không? Đó, đậu. Xe đậu đâu? Đậu ngoài ra được không? Chạy vô bãi kìa. Trong cái bãi. Đó, bãi đó. Sao biết chạy vô trong quá. Dạ. Cái đậu đây nó không cho. Gì hả? À. Hải sản. Trời ơi, hôm nay quá đông luôn cả nhà ơi. Đông vui quá. Đẹp ha, đầu tiên đẹp ghê luôn. Đây có cây mai nè. Cây mai cho mình chụp hình ngắm cảnh nữa. Tết. Ốc dẻ, ốc hương, ốc voi. Ốc mỡ, tôm hùm. Mực hấp, bánh luộc, cá nướng. Tôm nướng. Đầy đủ luôn cả nhà ơi. Rất là nhiều luôn ha. Đây ban đêm này là hải sản cô thi quá đẹp luôn. Đây hôm nay quán rất là đông. Nước ép trái cây mà đông hải sản về đêm quán ở Vũng Tàu ban đêm rất là đẹp luôn, quán rất là đông luôn. Mới mùng 2 thôi mà khách quá trời đông, khách du lịch đến rất là đông. Đây quán quá đông luôn cả nhà ơi. Tôm sú 649 ngàn một ký nha cả nhà. Tôm sú luôn.
rồi đây mình mua xong cái qua đây mình cân, có cái cân vàng đấy mình cân luôn. Con hầm 1.699.000. Đây con tôm hầm bự quá, nhà bự luôn. Mẹ xanh 1.2. Có giá hết nha cả nhà. Mẹ đỏ là 1.100.000. Đây con đang làm con mẹ đỏ nè. Đó mẹ đỏ. Bự quá, chè bự luôn. Còn đây cá, nghêu, sò, ốc hến. Đây đầy đủ quá, quá nhiều. Này khoai qua đây nè, bạch tuộc nướng hay gì bên đây có nè. Cái gì? Nhung nè, con nhung nè. Con nào vậy? Nhung. Ủa con nhung hả? Ngộ vậy. Ủa rồi sao ăn? Ủa, người ta làm mất cái ruộng nó ra rồi, cái này mình nướng hả? Giờ ủa mình ăn trong đây hả? Để dạng luôn á. Trời ơi, hồi đó giờ chưa có ăn cái con này đồng ốc ba đĩa nữa. Con này là gọi là ốc nhung hả? Con nhung hả? À, con nhung. Cái này nướng phở hành hay gì? Không, gọi đi khoảng này nướng đồ ăn. Quá trời đông. Đây mình tìm rồi, cuối cùng mình cũng tìm được một cái quán cua là 890.000 nha cả nhà. Ghẹ là 950.000. Ghẹ đỏ nha. Sam 130.000 hả? À, con sam là 130.000. Tôm hồng là 1.590.000. Đây con tôm hồng bự lắm nha cả nhà. Chim sống, cá chim hả? Cá chim là 430.000 hả? À đây là con sam nè. Ủa sam là 130.000 hả? Kìa đó, để bảng giá sam 1.3 triệu 3 sao thiếu 130.000 hả? 130 chứ ngọn. Ờ, con sam nè, con sam biển nè ngay cả nhà. Sam con. Ờ, nó nhỏ, nó có 130.000 nè. Đây. Con này con về em. Nhung lấy chị ạ. Con nhung biển á chị. Nhung biển hả? À. Bao nhiêu một ký vậy? Bán con á. Bán con á. Một con nhiêu quá. Bán này này á. Con nhiêu ạ? Ủa nãy mấy đứa nó có kêu nhung chưa ta? 40 chị ạ. 40 một con. À 40 con. Mà đó giờ chú ăn không biết nó ngon không? Ngon chị. Ngon hả? Nó có trứng hả? Đó mình nướng hả vậy? Nướng trứng. Mấy trứng có ăn được. Vậy hả? Vâng. Để coi mấy đứa nhỏ nãy nó có kêu chưa, chụp hỏi đó rồi. Vậy hả? Cho ăn cho biết. Ừ. Cho Dũng Tàu ăn cho biết. Ừ. Hồi nãy con lại quán kia mà nó đông quá, con thấy quán này vắng thôi con qua ủng hộ. Ừ. Không phải là đúng rồi. Dạ, anh nói thôi thấy cái quán này đi lại ủng hộ quán này. Đặt cái đó đặt quá. Người ta ủng hộ nhiều rồi mình lại ủng hộ cái quán vắng vắng hơn cho. Dâm là con 4 chục. Nó thấy ngon lắm chứ không biết ngon hả? Món ăn muốn hai con thử đi. 40.000 con phải không vậy? 40.000 cũng được nè. Vậy hả? Nó trứng mà nói trứng món ăn.
Đây, hôm nay nhà mình đến quán hải sản chợ Thêm ăn hải sản mà không được cái quán mà rẻ và ngon nữa, ăn vừa túi tiền nữa nha cả nhà. Này ốc khô hấp xả hả em? Ốc khô nướng nướng chiên quá chị. Này ốc khô nướng sầu huyết, sầu huyết răng mé, sầu mé. Cái nướng chiên không có, nướng chiên không có đúng không? Cái chén của tôi đâu? Sầu huyết sầu mé. Đây là sò lông nướng. Còn đây là sầu huyết sầu mé. Còn đây là mực mực nướng, mực nướng xào sa tế, mực nướng cà ri, mực xào sa tế. Rồi ăn đi, ăn đi. Sắp tới không? Bên dẻ nó lên coi gì vậy? Ốc hương xào ốc hương xào chén muối. Ốc xương nạp chân muối, đúng rồi. Đó. Cả ba xà nướng mỡ hành. Đây là bồng ngư nướng mỡ hành. Đây là sò đẹp nướng chín nha cả nhà. Đây là nhum bỉa nướng mỡ hành. Ngon không? Đây cá ba xà nướng mỡ hành. Nướng nướng mỡ hành xả. Đây là bồng ngư nướng mỡ hành. Cá ba sa ngon. Ngon không? Ngon không? Cuốn bánh cá hả? Cái đó là gì? Sò đẹp của nướng nướng trứng hả? Đây là sò đẹp nướng trứng nha cả nhà. Nhum. Đây là nhum bỉa nướng mỡ hành 40.000 con nha cả nhà. Con bự mắc tiền hơn. Quá ngon. Nãy thằng Vũng Tàu ngon quá. Đó hả? Tàu ngon quá. Còn cái này ăn món gì ta? Sò mai, sò đẹp vậy hả? Cái đó là sò đẹp nướng trứng. Ăn thử có ngon không? Sò đẹp nướng trứng kìa. Ăn cái mũi này múc. Nướng trứng này phải múc. Đâu, móng có ngon không? Ướp, ướp vừa ăn không? Có gì ngon. Ngon hả? Ốc đang ăn gì á Ốc? Này mỗi người con. Mỗi người con đi. Nó ăn rồi mà tóc nó có cái gì trên đầu á, nhìn nó giống người Đài Loan quá. Nó giống người Đài Loan thiệt không con? Tao nói thử tiếng Đài Loan có hôm nay sao? Coi giống Campuchia. Ngon. Ngon không? Nó ăn được không? Nó ăn thử cái con. Đây bạn em ngắt cho một nửa bỏ thôi. Ăn thử cái con nhum ngon không? Lấy cái muỗng múc thử nhum coi. Nhum biển á. Đâu lấy cái muỗng múc thử ngon không con? Ừ. Không biết cái món nó ngon không á, tao múc miếng ra ăn đi. Nóng không? Ngon không? Cũng bình thường hả? Cũng được. Nam trứng gà. Đúng là trứng gà hả? Trứng gà với món này 40.000 nhiêu đó đó con. 40.000 con á. Để bánh nướng con mình. Thấy con nhỏ xíu vậy là 40.000 á. Bỏ cái rau qua đây. Để rau bên chú đi. Để đây nè, để cho đây. Hôm nay nhà mình đi Vũng Tàu. Đây là chợ đêm hải sản nha. Cũng đi vòng vòng á, mấy tour luôn mới tìm được cái quán mà vừa ý.
nhưng mà nó cũng không rẻ hơn bao nhiêu đâu nha cả nhà. Nhưng mà tại mình thấy nó mát mẻ, chống chạy mình ngồi thôi. Mình tìm cái quán chống chạy thoải mái mình ngồi thôi. Chứ mấy cái quán kia thì nó cũng vậy à, bằng giá. Ở đâu mà đập văn áo quần. Bồng ngư, nãy giờ bồng ngư món mấy món này mấy đứa nhỏ nó khoái ăn, mình biết ngon dở cho mình cũng làm thử con đó. Thấy nó ăn nhiều quá mình biết ngon dở thử. Bồng ngư này món gì đây? Món bớt hả? Bào ngư sao nướng mỡ hành. Làm món thử con coi. Này là 9 con mà con tiền 7 con. Mình thêm đá không? Ăn bồng ngư không? Ăn bồng ngư không? Hả? Đúng. Đây. Mẹ đúc. Mẹ đúc. Nè, anh lấy cái muỗng anh nại đúc nó đi. Ừ đó. Đây, để ra cha nại đúc kìa. Vô cha đút luôn trời, đút gần út ăn luôn mà. Đó. Ừ, để chị cứu không? Thôi cả chị tú luôn rồi đó, thấy chưa? Đó được cha đút ăn ngon không? Số 1 không? Rồi. Ở đây hải sản nói chung là tính giá cũng được. Chứ là không có cao. Chuẩn bị hơn. Cả nhà xem ủng hộ mình nha.